Vừa qua, tại trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức đã diễn ra các trận tranh tài sôi nổi của trận chung kết bóng đá, chung kết bóng chuyền, kéo co giữa các trường tham gia hội thao học sinh trung cấp lần thứ 5 năm 2023. Đây là một trong những hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 7 và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028. Hội thao năm nay diễn ra từ ngày 29 tháng 10 đến ngày 12 tháng 11, gồm 5 nội dung thi đấu như bóng đá, bóng chuyền, cờ vua nam, cờ vua nữ và kéo co, với sự tham gia tranh tài ở các bộ môn đến từ 13 đơn vị và hơn 150 vận động viên đến từ các trường. Sau hơn 3 tuần tranh tài sôi nổi, tại lễ bế mạc Hội thao học sinh trung cấp Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5 năm 2023, ban tổ chức đã tuyên dương trao 24 giải thưởng ở các bộ môn cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Hội thao là hoạt động được nhà văn hóa sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hàng năm, góp phần duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại, thường xuyên tập luyện thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh.